Sống An Vui xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là câu chuyện có thật về một cụ ông sống lại cuộc đời mới tới 92 tuổi nhờ một động tác yoga. Cơ thể khỏe như thanh niên trai tráng. Hiện nay thì càng ngày càng nhiều người theo đuổi việc tập yoga để chủ động rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng sống và cải thiện tình trạng bệnh tật. Cụ ông 92 tuổi này sẽ tiếp thêm động lực cho bạn. Đừng bỏ lỡ nếu như bạn cũng muốn hồi sinh sức khỏe cho chính mình nhé. Phương pháp này được thực hiện bằng cách đảo ngược toàn thân để chân đưa lên trên và đầu thì hướng xuống đất. Khi đó, lực hấp dẫn của cơ thể sẽ bị lộn ngược lại. Chúng sẽ tác động lên các cơ, khớp và xương ở lưng, đồng thời giải nén cho cột sống như một thao tác xoa bóp nhẹ nhàng. Phương pháp này thực sự rất tốt cho những bệnh nhân bị đau lưng kinh niên để cải thiện tình trạng của họ. Ông Chris Sifres được cho là người đàn ông Đan Mạch 92 tuổi có thể tập động tác yoga đứng bằng đầu giỏi nhất. Và ông không làm điều đó để tự hào về khả năng tập luyện của mình mà là để giữ cho bản thân được khỏe mạnh. Ông kể, giữa những năm 50, tôi di cư cùng vợ và hai con gái sang Mỹ. Chị gái giàu có của tôi đã cho chúng tôi một nơi để sống và làm việc ở California. Tất cả mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng rồi vào năm 1958, tôi đã bị tác động bởi một cái gì đó ở trong đầu. Tôi vẫn không biết đó là cái gì, dù không muốn, nhưng điều đó thật khó chịu. Đầu óc tôi bị ảnh hưởng và tôi càng ngày càng tệ hơn. Tôi thực sự sắp chết. Chúng tôi đã ở bước đường cùng, nhưng sau đó, một điều gì đó đã xảy ra mà tôi đã gọi là một phép lạ. Chúng tôi đã ở Mỹ được 14 năm. Trong thời gian đó, chúng tôi không được đọc báo hay tạp chí Đan Mạch. Nhưng năm 1958, khi tôi bị bệnh, một ấn bản cũ của tạp chí Family Journal, tạp chí gia đình Đan Mạch, tình cờ đến với tôi. Tôi vẫn không biết nó đến từ đâu. Trong tạp chí có một bài viết về một người thợ sửa đồng hồ tại Aarhus, một thị trấn ở phía bắc Đan Mạch. Người đã khỏi chứng đau nửa đầu dữ dội bằng cách đứng bằng đầu 10 phút mỗi ngày. Tôi đã thực hiện ý tưởng đó ngay lập tức. Một tháng rưỡi sau, tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Kể từ đó, tôi đã đứng bằng đầu 10 phút mỗi sáng. Và trong 36 năm qua, tôi không có một ngày nào bị đau ốm. Liệu điều đó có phải là đáng kinh ngạc? Ông Chris Sifres cho xem toàn bộ cơ thể mảnh khảnh của mình khi kể về sức khỏe và cuộc sống trường thọ của ông. Cơ thể khỏe mạnh như một người 25 tuổi. Vài tháng trước, tôi được hai bác sĩ kiểm tra từ đầu đến chân, hoàn toàn độc lập với nhau và cả hai đều đưa ra cùng một kết luận. Cơ thể ông hoạt động hoàn toàn bình thường như với một người đàn ông 25 tuổi. Bác sĩ riêng của tôi sau khi khám cho tôi đã tuyên bố ngày mai tôi sẽ bắt đầu đứng bằng đầu trong 10 phút và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến cuối đời. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng nó có liên quan đến việc rất nhiều máu và oxy lên não. Dường như cuộc sống của tôi đã kết thúc vào năm 1958, nhưng may mắn là cuốn tạp chí Family Journal đã tình cờ đến với tôi với một phương pháp cho một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Dù mưa hay nắng, Giáng sinh hay Phục sinh, tôi bắt đầu ngày mới bằng tư thế đứng bằng đầu. Hy vọng rằng tôi sẽ còn sống thêm nhiều năm nữa, ông Chris Sifres nói. Làm thế nào để chúng ta có thể đứng bằng đầu? Đây là tư thế trồng chuối trong yoga, tiếng Anh là headstand, đứng bằng đầu, và trong yoga gọi động tác này là Salamba Sisasana. Lợi ích của động tác, theo chuyên gia Kirbesh Patel, giảng viên cao cấp tại Sivom Yoga Academy, thạc sĩ yoga, thành viên Hiệp hội Châm cứu Ấn Độ, có hơn 15 năm thực hành yoga trị liệu tại Bệnh viện Ấn Độ cho biết. Đây là một động tác yoga có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Ví dụ như kích hoạt tuyến tùng và tuyến yên hoạt động hiệu quả hơn, trấn tĩnh trí óc, giúp giải tỏa căng thẳng, trầm cảm nhẹ, tốt cho sự vận chuyển của khí huyết, tăng cường sức mạnh cánh tay, chân và cột sống, tăng cường khả năng hoạt động của phổi, giúp cho hệ hô hấp trở nên khỏe mạnh, làm săn chắc các cơ quan ở bụng, cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa, giúp giải tỏa các triệu chứng của mất kinh nguyệt, liệu pháp chữa trị cho hen suyễn, vô sinh, mất ngủ, viêm xoang và nhiều tác dụng khác. Lưu ý trước khi tập, động tác này không phù hợp với những người có tổn thương lưng.
các vấn đề về tim, huyết áp cao, tổn thương vùng cổ trong kỳ kinh nguyệt, phụ nữ mang bầu. Hướng dẫn kỹ thuật để tập đúng. Cách tập tư thế trồng chuối yoga như sau. Sau khi khởi đầu ở tư thế đứa trẻ, bạn hãy làm theo 8 bước dưới đây một cách cẩn thận để có thể tập tư thế trồng cây chuối yoga đúng kỹ thuật. 1. Quỳ xuống, đặt bàn tay này lên khuỷu tay kia. 2. Đưa tay lên phía trước, sao cho khuỷu tay và cánh tay tạo thành một tam giác đều, hai tay nắm vào nhau như hình dưới đây. 3. Đặt đỉnh đầu xuống dưới sàn, vòng tay qua đầu, mông hơi nhấc lên như hình dưới. 4. Kéo thẳng đầu gối, nâng mông lên, cơ thể tạo thành hình V ngược. Lúc này trọng lượng cơ thể sẽ phân bổ đều vào đầu, cánh tay và bàn chân. 5. Giữ đầu gối càng thẳng càng tốt, di chuyển chân càng gần đầu càng tốt. Khi đó, trọng lượng cơ thể sẽ được dồn lên phần đầu và phần tay. Giữ lưng càng thẳng càng tốt để ngăn tránh làm đau cổ. Đây là tư thế đứng trên đầu một nửa. Bạn hãy giữ tư thế này ít nhất 30 giây trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. 6. Nâng chân lên khỏi sàn một cách cẩn thận. Co đầu gối lại hướng ngược vào ngực. Động tác này tác động lên cơ thắt lưng và cơ bụng. Đưa chân lên đến mông và cố gắng duy trì tư thế này. Hãy đảm bảo rằng lưng của bạn luôn thẳng. 7. Giữ cho đầu gối thẳng và hướng lên trời. 8. Ở bước này, bạn giữ thẳng chân một cách thoải mái. Hãy chắc chắn rằng phần đầu không phải gánh quá 10% trọng lượng cơ thể. Phần còn lại hãy dồn vào khuỷu tay. Đầu tiên, giữ tư thế này khoảng 5 giây, sau đó có thể tăng dần lên 10 đến 15 phút. 9. Quay trở lại tư thế đứa trẻ và thực hiện các bước trên theo thứ tự ngược lại. Hít thở khoảng 3 đến 5 nhịp và thư giãn lưng. Những lỗi hay gặp khi tập trồng cây chuối yoga. Thông thường, những người mới tập trồng chuối yoga không để ý và thường hay mắc phải những lỗi cơ bản không đáng có. Vì thế, hãy xem những lỗi cơ bản của người mới tập tư thế này để mà tránh. Khuỷu tay đặt quá rộng, đặt vị trí đầu, không giữ thẳng hàng cột sống một cách tự nhiên, thực hiện trực tiếp trên sàn nhà. Những người mới không nên thực hiện động tác trực tiếp trên sàn nhà mà nên dùng thảm yoga, sử dụng ít lực vai và cánh tay, hít thở quá nông và không đều, không chịu nghiên cứu kỹ động tác trước khi tập. Mẹo cho người mới bắt đầu tập. Khi mới tập, bạn thường dồn quá nhiều trọng lượng vào cổ và đầu khi vào thế và thoát thế. Đó là một tình huống nguy hiểm. Để lên tư thế, có thể nhấc đầu khỏi sàn một chút và bám chân vào tường. Dùng khoảng từ 90 đến 95% trọng lượng cơ thể vào vai và cánh tay. Từ từ theo thời gian, dồn thêm trọng lượng vào đầu nhưng làm chậm. Tương tự, khi thoát khỏi tư thế, nên nhấc đầu khỏi sàn rồi hạ bàn chân xuống. Cuối cùng, bạn có thể giữ đầu trên sàn khi lên và xuống. Những trường hợp chống chỉ định với tư thế đảo ngược. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện phương pháp đảo ngược này bởi vì chúng chống chỉ định với một số trường hợp cụ thể. Khi lộn ngược sẽ làm tăng huyết áp và giảm nhịp tim nên sẽ không khuyến cáo cho những bệnh nhân mắc rối loạn tim mạch, cao huyết áp. Bởi vì tư thế này dồn áp lực vào mắt gấp đôi bình thường nên hãy xem xét kỹ nếu bạn đang có những tình trạng về mắt như bệnh tăng nhãn áp, phụ nữ mang thai trong chu kỳ kinh nguyệt cũng không nên thực hiện tư thế đảo ngược này. Tuy có nhiều lợi ích nhưng kèm theo đó là rủi ro nếu bạn không tuân thủ đúng kỹ thuật. Vì thế, hãy hỏi ý kiến của các chuyên gia, huấn luyện viên trước khi thực hiện động tác khó nhằn này nhé. 13 thay đổi ngầm trong cơ thể sau khi tập yoga, đừng bỏ qua cơ hội trẻ hóa dài lâu. Có rất nhiều người đang tập yoga nhưng không phải ai cũng biết được những thay đổi khác biệt sau khi tập luyện. Đây là thông tin bạn cần để việc tập luyện của bạn hiệu quả hơn. Yoga là một môn tập luyện cổ xưa của Ấn Độ, hòa hợp tâm trí và cơ thể lại với nhau bằng cách tạo ra sức mạnh, nhận thức và sự hài hòa. Bởi sự phổ biến rộng rãi của yoga và lợi ích sức khỏe mà nó mang lại về thể chất và tinh thần, nhiều trường học đã giới thiệu yoga như một phần trong chương trình giảng dạy của họ. Có nhiều loại thực hành yoga khác nhau kết hợp các bài tập thở, thiền và tư thế để thúc đẩy thư giãn và giảm căng thẳng. Sau đây là 13 tác dụng mà cơ thể nhận được sau khi bạn thực hành luyện tập yoga đều đặn.
Đừng bỏ qua cơ hội để cảm nhận những thay đổi kỳ diệu này thông qua một kế hoạch rèn luyện có thể bắt đầu bất kỳ khi nào. 1. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng yoga có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sinh lý học và Dược lý Ấn Độ cho thấy những người trên 40 tuổi tập yoga trong 5 năm đã giảm huyết áp và nhịp tim so với những người không tập yoga. 2. Sản sinh sức mạnh. Luyện tập yoga hàng ngày giúp tạo nên sức mạnh và cơ bắp. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Thể thao Châu Á cho thấy động tác chào mặt trời hay Surya Namaskar làm tăng sức mạnh trên cơ thể, thúc đẩy giảm cân và sức bền. 3. Giảm trầm cảm. Yoga có tác dụng chống trầm cảm đối với tâm trí, có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Điều này xảy ra bởi yoga làm giảm mức cortisol, một loại hormone gây căng thẳng ảnh hưởng đến mức serotonin, chất dẫn truyền thần kinh thường liên quan đến trầm cảm. 4. Giảm căng thẳng. Cortisol là hormone gây căng thẳng, chủ yếu chịu trách nhiệm tạo ra căng thẳng trong cơ thể bạn. Một nghiên cứu đã cho thấy tác dụng của yoga ở phụ nữ bị căng thẳng và sau chương trình 3 tháng, họ có mức độ căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng và trầm cảm thấp hơn. 5. Làm giảm sự lo lắng. Thực hành yoga là một cách tuyệt vời để đối phó với cảm giác lo lắng. Trong một nghiên cứu, 34 phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu và sau khi họ tập yoga, mức độ lo lắng của họ đã giảm. 6. Cải thiện tính linh hoạt và cân bằng. Một lợi ích sức khỏe khác của yoga là nó cải thiện tính linh hoạt và cân bằng. Một nghiên cứu được thực hiện trên 26 nam vận động viên đại học đã tập yoga trong 10 tuần và thấy sự gia tăng đáng kể về tính linh hoạt và cân bằng. Một nghiên cứu khác cho thấy tập luyện yoga cũng có thể giúp thúc đẩy khả năng vận động và cân bằng ở người lớn tuổi. 7. Hỗ trợ sức khỏe khớp. Thực hành yoga thường xuyên có thể làm giảm đau khớp bằng cách tăng cường các cơ xung quanh khớp và giảm đau. Nghiên cứu cho thấy tập luyện yoga trong 8 tuần có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng thể chất và tâm lý ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. 8. Hỗ trợ giảm cân. Thực hành các bài tập yoga cường độ cao có thể giúp bạn đốt cháy rất nhiều calo. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Lối sống Hoa Kỳ, yoga có thể hỗ trợ giảm cân. 9. Giảm đau và viêm. Yoga có thể giúp làm giảm nhiều loại đau mãn tính. Một nghiên cứu được thực hiện ở 42 cá nhân mắc hội chứng ống cổ tay cho thấy yoga có hiệu quả trong việc giảm đau và cải thiện sức mạnh cầm nắm. Yoga được biết đến để giảm viêm mãn tính là tốt. Viêm mãn tính gây ra bệnh tim, ung thư và tiểu đường. 10. Thúc đẩy giấc ngủ ngon. Bạn muốn giấc ngủ ngon hơn, hãy thử tập yoga vì các nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng yoga có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon. Những người tập yoga ngủ nhanh hơn và ngủ lâu hơn vì yoga làm tăng bài tiết melatonin, một loại hormone điều chỉnh giấc ngủ và sự tỉnh táo. 11. Nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo nghiên cứu, luyện tập yoga giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong một nghiên cứu khác, những người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú đã trải qua hóa trị và kết quả là yoga đã làm giảm các triệu chứng của hóa trị như nôn mửa và buồn nôn. 12. Giúp thở tốt hơn. Thực hành yoga mỗi ngày có thể giúp bạn thở tốt hơn. Một nghiên cứu năm 2009 cho thấy các bài tập thở khác nhau có thể cải thiện các triệu chứng hen suyễn. 13. Có thể giúp điều trị chứng đau nửa đầu. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Head and Face Pain, 72 bệnh nhân bị chứng đau nửa đầu đã thực hiện một liệu pháp yoga trong 3 tháng đã giúp giảm cường độ đau đầu và đau. Theo tạp chí này, yoga kích thích dây thần kinh phế vị được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm giảm chứng đau nửa đầu. Yoga nghe có vẻ học thuật nhưng đơn giản và dễ làm hơn chúng ta nghĩ. Bằng chứng là có rất nhiều người theo đuổi nó, thậm chí số người cao tuổi tập luyện yoga chiếm áp đảo, cho thấy chúng ta không thể chối từ những lợi ích tuyệt vời của nó. Đảo ngược toàn thân là liệu pháp được thực hiện bằng cách lộn ngược cơ thể trong vòng vài phút để giảm áp lực lên cột sống và tăng lượng lưu thông máu. Và hãy nhớ rằng an toàn là trên hết. Nếu bạn chưa quen hoặc cảm thấy khó khăn, đừng nản chí, cố gắng từng chút một. Tập trung vào sức mạnh và hơi thở. Đừng quên chặn một chiếc gối hay một chiếc đệm bên cạnh để bảo vệ cho bản thân khỏi bị chấn thương nhé.